Xin chào các bạn, mình Thành Vũ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lập công thức thống kê có điều kiện nhưng mà dữ liệu của chúng ta được bố trí theo chiều ngang, tức là sẽ tách thành nhiều cột. Giả chứng như sau, dữ liệu của mình được bố trí đó là mỗi một tháng sẽ gồm có hai cột, một cột là cột rate và một cột là quantity. Bây giờ thì mình sẽ làm công thức để mình thống kê theo từng dòng. Trường hợp đầu tiên đó là mình sẽ làm công thức thống kê một điều kiện cho cột rate và cột quantity cho cả năm. Thì mình sẽ làm như sau, mình sẽ dùng hàm sum event. Tham số đầu tiên thì mình sẽ truyền vào cái dòng tính tổng của mình là dòng số 5. Mình quét vào. Nhưng mình cần cố định từ cột D cho đến hết cột AA. Tham số thứ hai thì mình truyền vào dòng điều kiện của mình, đó là dòng số 4. Từ OD4 cho đến hết OAA4. Và mình cần cố định nó lại. Tham số thứ ba thì mình sẽ truyền vào ô điều kiện. Thì ô điều kiện này của mình chính là cái ô dòng số 4 bên trên, như của mình là OAB4. Và mình cần cố định dòng số 4 lại. Sau đó thì mình sẽ đóng ngoặc của hàm sum event. Kết quả thì mình sẽ kéo sang ngang và kéo xuống dưới cho các ô còn lại. Như vậy thì chúng ta đã làm được công thức đó là thống kê một điều kiện và thống kê là dữ liệu theo từng dòng. Trường hợp số 2 đó là mình sẽ đếm hai điều kiện. Giả sử như sau, mình sẽ đếm những cái ô là cột rate và có tỷ lệ là lớn hơn 0.1. Thì công thức mình làm như sau, mình sẽ dùng hàm COUNTIFS. Tham số truyền vào đầu tiên của mình đó là dòng số 4. Mình cần nhấn F4 cố định lại. Điều kiện đó là mình sẽ đưa vào chữ rate. Tiếp theo, mình cần quét vào dòng số 5, tức là điều kiện số 2. Và mình cần đưa điều kiện vào đó là lớn hơn 0.1. Sau đó mình đóng nháy kép và đóng ngoặc kết thúc hàm COUNTIFS. Như vậy thì chúng ta sẽ thống kê được đó là những cái cột rate nào mà có tỷ lệ lớn hơn 0.1 thì nó sẽ đếm. Và trường hợp số 3 đó là mình sẽ tính tổng theo hai điều kiện. Mình giả sử tình huống như sau, đó là mình sẽ tính tổng các cột số lượng và tỷ lệ phải lớn hơn 0.1 thì mình sẽ dùng hàm SUMIFS. Tham số đầu tiên của mình thì mình sẽ quét vào dòng giá trị là dòng số 5. Tham số thứ hai thì mình sẽ quét vào dòng tiêu đề bắt đầu từ cột số lượng và mình đưa vào điều kiện đó là có chứa chữ quantity. Điều kiện tiếp theo đó là phải thỏa mãn tỷ lệ lớn hơn 0.1 thì mình sẽ quét vào cái dòng số 5, tức là dòng chứa cái phần tỷ lệ. Và mình sẽ so sánh nó phải lớn hơn 0.1. Tương tự mình sẽ đóng ngoặc hàm SUMIFS. Và kết quả thì mình sẽ kéo xuống cho câu còn lại. Tuy nhiên thì vấn đề chúng ta nhìn thấy đó là các dòng dưới kết quả là 0, bởi vì là chúng ta dù có kéo đi đâu nhưng dòng tiêu đề chúng ta không được thay đổi tọa độ. Khi đó trong công thức chúng ta cần phải cố định dòng số 4 thì mình sẽ bôi đen cái vùng này trong công thức và sau đó mình sẽ cố định lại. Và mình sẽ chạy lại cho câu còn lại. Như vậy thì chúng ta đã làm xong phép tính tổng từ hai điều kiện. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái công thức để chúng ta thống kê có điều kiện theo chiều ngang. Những dạng bảng dữ liệu này thì chúng ta có thể gặp nhiều trong thực tế, ví dụ như các bảng chấm công được tách cột, hay là các bảng kế hoạch sản xuất, hay các bảng theo dõi dạng ma trận. Và trong video này thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai hàm, đó là hàm COUNTIFS và hàm SUMIFS. Ngoài ra thì các bạn có thể khai thác các hàm có cấu trúc tương tự, ví dụ như hàm MAXIFS, MINIFS hay là hàm AVERAGEIFS. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn chuyên làm về thống kê tổng hợp và bố trí dữ liệu theo chiều ngang, có thể thống kê nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.